Yo, đây là một cái flow giống như keo năm lại hại. Làm sao để trở thành con một không hại? Người ở nhà đưa bạn trai gắt lên vai kiss kiss. Làm sao băng ra ngoài đường như người ta biz biz. Đúng không? Ban ngày mình phải đứng cái vai người tiết tự. Cái nọ cái lọ cái chai phải nghe ngắn.